anh trai mua giùm cho chú giấy tờ giấy số được không anh trai? Dạ không, con không có biết mua giấy số. À, có đưa tiền đưa ra không mà cũng không biết đưa là sao ta? Dạ. Ai? Mẹ dẫn con ra công viên chơi nha. Chị ơi. Dạ. Chị mua giùm em tờ giấy số được không chị? Dạ không, tôi không mua đâu, xin lỗi anh. À dạ. Con trai. À anh trai. Mua giùm em tờ giấy số anh trai. Dạ. Ê. Ê. Cậu đuổi theo đi. Cậu đuổi theo người giùm giấy số đi. Dừng giấy số mà. Đi lâu quá rồi sao vậy được? Cậu ơi. Cậu ơi. Con tôi bị bắt cóc rồi. Cậu ơi. Ở đâu vậy? Đuổi theo người đó giùm tôi đi. Nhưng mà thường bắt cóc có tổ chức á, nguy hiểm lắm. À, alo cái gì vậy, cái gì hả? Nghe nè alo. Tại sao thanh niên bây giờ lại vô cảm như vậy chứ? Ơi mém nữa thí mạng rồi trời. Giám ơi, đốc trưởng an tòa. Đang ly ra, hôm nay là ngày con trai của ta được lên ngôi tộc trưởng. Nhưng mà tại vì bộ lạc ngày xưa đã bắt cóc con trai của ta. Ôi thần linh ơi, xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể chiến thắng bộ lạc ngày xưa. Ta đang ở đâu? Ôi thần linh ơi, tộc trưởng đã trở về. Tôi là tộc trưởng. Ôi con trai của ta, con trai của ta đã trở về. Sao ăn mặc gì như mồi vậy? Ăn mặc như vậy mới giống là... Không giống mồi. Con trai của ta chỉ mới bị bắt cóc có mấy ngày thôi mà giọng nói đã thay đổi như vậy rồi. Bộ lạc ngày xưa đã làm cái gì con? Ôi thần linh ơi, mái tóc dài thước tha đàn ông của con đâu rồi? Hả? Đàn ông là phải để tóc dài hả? Con nhìn đi, tất cả đàn ông của bộ lạc ngày xưa đều để tóc dài. Thôi, tóc ngắn đẹp hơn, con thích tóc ngắn. Con trai của ta thích tóc ngắn. Còn ông, tóc nhiều quá, cắt không được hả? Dài cái gì đâu mà cứng nhắc vậy trời. Khoan, chỉ vì một câu nói của tôi mà mọi người cắt tóc hả? Đúng vậy, bởi vì con là tộc trưởng mà, mọi người phải theo lời con. Hôm nay, tộc trưởng đã trở về, chúng ta hãy cử hành nghi thức lên ngôi của tộc trưởng. Quà của mẹ đâu? Hả? Quà gì? Quà của tộc trưởng mới phải tặng cho tộc trưởng cụ. Đúng rồi. Tặng quà hả ta? À, đây nè. Đây nè. Cái này là cái gì vậy? Đây chính là thôi, cái quạt nhỏ xíu vậy nè mà đưa cho bà hoành tráng quá trời, mình cũng phải hoành tráng giống vậy chứ. Oh,
lạnh cho bay lên trển luôn. Con trai của ta thật là tài giỏi, mới bị bắt cóc có mấy ngày thôi mà đem về một cái thư thật là lợi hại. Ha ha ho, ha ha ho. Ủa mà nè, sao nãy giờ thấy trước khi nói, sau khi nói đều hô hô ha là gì vậy? Trời ơi, mới bị bắt cóc có mấy ngày thôi mà quên hết phong tục tập quán rồi. Đúng rồi. Bộ lạc của chúng ta, trước khi nói phải cười, sau khi nói phải cười. Cười sẽ đem đến niềm vui cho mọi người, cười sẽ quên hết tất cả buồn đau. Ha ha ho, ha ha hi. Tại sao con không cười? Có cười. Con cười á, nãy con có cười, con nghiêng qua đây, cái con nghiêng qua bên đây. Tộc trưởng mới bị bắt cóc có mấy ngày thôi, thông minh thật, có thể nghĩ ra một cách cười mới. Cả bộ lạc bắt chưa? Không hiểu rồi. Bộ lạc thêm một kiểu cười mới. Ai sao tôi có thể nói chưa cái bộ tộc này vậy trời? Một kiểu cười mới nữa. Thôi nè. Con ơi, đây là kiểu cười gì vậy? Cười cười sấp mặt. À, cười phải sấp mặt như vậy mới vui à? Thôi, mọi người đứng lên hết đi. Bây giờ mọi người cứ cười bình thường đi. Cười bình thường, đúng rồi. Còn ví dụ mà cười bình thường mà thấy mà mấy hành động này khó quá thì mình cười thoải mái, cười ra ngoài luôn. Ra ngoài cười. Ủa đi đâu vậy? Ra ngoài cười. Trời ơi. Trời ơi. Cười ra ngoài là mình cười. Là cái tiếng mình ra ngoài á. Là cười như cũ. Ha ha ho. Thôi được rồi, đã đến lúc lên ngôi rồi. Làm thủ tục thôi. Làm theo hả? Lên đi, mệt quá. Lên đi, vậy thôi. Lên ngôi. Môi an toàn. Ghé này kỳ vậy sao? Mẹ tộc trường ơi, tộc trường sắp bị hành quyết rồi. Bên bộ tộc kỳ xưa nói, nếu như không giao 2/3 lãnh thổ, tộc trường của chúng ta sẽ bị hành quyết. Ha ha ha. Ha ha ha. Mày điên rồi à? Tộc trưởng đã trở về rồi. Đây. Ha, tộc trưởng. Trời ơi, tộc trưởng ơi, tộc trưởng trở về rồi. Mừng quá tộc trưởng ơi. Không có cái mùi khét nắng của tộc trưởng. Cười đi. Ha ha. Cười mạnh lên. Ha ha. Tôi xin khẳng định, đây không phải là tộc trưởng. Tôi là người nuôi tộc trưởng từ hồi còn nhỏ xíu cho tới hồi lớn tràng bàn này nè. Tôi biết đây không phải là tộc trưởng. Tại sao người già dàng con trai của ta? Đúng, tôi không phải là tộc trưởng. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mọi người lại tôn tôi lên làm tộc trưởng. Tôi là người của tương lai. Tương lai. Đây, cái này có thể phát ra điện. Ở đây tất cả mọi người đều không có điện, chỉ có tương lai mới có điện thôi. Tin tôi đi, tôi là người tương lai. Mọi người tin tôi đi, nó có điện đó. Đây nè mọi người ơi. Tin tôi đi, thật sự tôi là người tương lai. Tin tôi đi mọi người. Đây nè mọi người ơi. Tôi là người tương lai. Tôi là người tương lai. Tin nó đi. Chưa tin tôi đúng không? Đây nè. Ta tin rồi. Nhưng mà mọi người ơi, bây giờ phải làm sao? Tộc trưởng sẽ bị hành quyết rồi. Bộ tộc ngày xưa rất là mạnh. Bây giờ ta phải làm sao đây? Chúng ta phải dũng cảm lên, đoàn kết lên, sẽ mang về được tộc trưởng. Cố lên! Ha ha ho! Ha ha hi! Lên đó! Khoan đã! Còn tôi thì sao? Người trở về nhà của ngươi đi. Tôi không biết lý do tại sao tôi ở đây. Vậy thì làm sao tôi về được? Hãy cho tôi góp sức, tôi sẽ giải cứu tộc trưởng. Mau ta ra đi. Ta là tộc trưởng. Đừng, cẩn thận. Họ sẽ phát hiện ra đó. Đứng lên, tôi sẽ cởi chói cho ngài. Đứng lên. Ngài có sao không? Sao mày gầm người ta qua vậy? Ôi tổ tiên của con, đi mau đi thôi.
Nó tới rồi, nó dư lắm đó. Anh em cẩn thận đó, khai cho nó rồi. Trời ơi, trời đi, trời ơi, xâm cho đi nè. Tự trói rồi. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Con trai của ta đâu? Con trai. Con trai. Con trai. Người có sao không? Tôi không sao. Bây giờ đem mấy người này về xử đi. Nhanh lên. Không cần đem. Khoan. Thiệt là nhục nhã. Đây là lần đầu tiên bộ tộc của ta thua bộ tộc của ngươi. Không cần đem về đâu. Bọn ta sẽ từ từ. Tại sao phải chết? Tại sao mọi người cứ đâm chém nhau, cứ giành giật lãnh thổ của nhau? Tại sao mọi người không biết yêu thương, quan tâm nhau, cùng nhau chung sống một cuộc sống thật hòa bình? Như là bộ lạc của tôi luôn yêu thương, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Ta cũng chán ghét cái cuộc chiến này lắm rồi. Thôi được rồi, ta đồng ý cùng với bộ lạc các ngươi nhập là thành một. Vậy là từ nay bộ lạc ngày xưa và ngày xưa gộp lại cùng sống chung với nhau hòa thuận, thành một bộ lạc duy nhất là ngày xưa. Ngày xưa. Tại sao quyển sách này lại kỳ lạ đến như vậy? Cách sống để yêu thương. Ai là người để quên quyển sách này? Yeso đi. Ông ơi. À. Ông cho con một tờ nha. À. Anh ơi, anh có thấy hồi nãy tôi làm rớt một cái giỏ giấy? Dạ, có phải là cuốn sách này không ạ? À, đúng rồi, cảm ơn. Ai cho con nữa, còn một bình sữa nữa. Cảm ơn anh nhiều nghe. Nè, thu lại. Nè, thả nó nhỏ xuống. Mày đi cho bác, không phải chuyện của mày xuống. Trả con lại cho tôi. Tôi mới bất quá làm liều. Anh ơi, anh tha cho tôi đi anh. Nhưng mà sau này không có được làm như vậy nữa nha chưa? Dạ, con biết rồi. Con sao không con? Thốt bụng quá. Dạ. Dạ, không phải dũng cảm nữa. Ai cũng tốt như cậu hết thì hay quá. Dạ, nếu như cuộc đời này á muốn có nhiều niềm vui thì tất cả mọi người chúng ta phải biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau.